chị và các bạn đã đến với channel của Phương Hà. Và Nga chúc tất cả các anh chị và các bạn sáng nay một ngày Chủ nhật thật sự được một sự tốt lành. Nga cũng biết là mọi người hồi tuần vừa hổng trai là cũng có thể là đi chơi, ghi hình, chụp hình hoặc là livestream đối với cho mọi người nhà mình xem giống như mình đi đâu, đi chơi những nơi nào, ra làm sao. Hoặc là nhiều khi các anh chị đi chơi, các anh chị thích hứng chí bắt đầu mình ghi hình. Và tất nhiên là mình ghi được những hình ảnh đẹp thì càng tốt. Và mình ghi, đôi khi mình ghi hình mình cũng gặp một số sự cố mà Nga không biết là các anh chị và các bạn đã có từng bị xảy ra chưa. Nhưng đối với bản thân Nga thì Nga nói thiệt nha, gặp ta từng rồi. Tối hôm qua, có nghĩa là tối hôm thứ Bảy, mình biết được một số thông tin. Mình muốn đi ra cái khu vực phố đi bộ chơi để mà được cái phố đi, vừa phố đi bộ ở Bùi Viện, vừa đường Hoa Nguyễn Huệ và đi dọc bến Bạch Đằng. Thì khi mà mình đi chơi vậy, các anh chị và các bạn biết không, trước tiên hết mình giờ vô cái phone của mình, wow, đã quá, 100% pin còn ok. Thế là Nga mới tại stream nói chuyện với một số bạn bè của Nga và Nga ghi được 2 clip ha. Nga làm và nói chuyện rồi nhiều khi đang làm rồi bạn gọi điện thoại kia, mình ngồi mình tám mình thấy 100% mà. Nhưng mà khi mà cứ nghĩ đầu tiên là Nga nói chuyện xong, sau đó Nga live stream để nói chuyện với một số anh chị. Nhưng đến hồi mình cần để mà đến hồi đi xuống đường Hoa Nguyễn Huệ, đường Nguyễn Huệ, phố đi bộ Nguyễn Huệ để mà mình ghi hình và dọc bến Bạch Đằng, các anh chị hả, Nga cầm cái phone lên ghi, đang ghi bụp báo low battery tí xíu kịch rồi xong 1%, xong tắt tới thui. Thế là mình buồn hiu, mình mới nói giá như mà mình có được cái cục sạc ở đây dự phòng là mình rất ok. Và khi đó thì Nga mới nhớ lại cái cục sạc dự phòng mà mình đã có mua ở tại, không phải mua nữa, mà cách đây 1 năm về trước. Nga xài đồ cái thời đấy, Nga xài không bao giờ Nga tốn tiền mua hết á. Mình đi mua cái phone Sony, nó tặng cho cục sạc dự phòng. Đợt sau mình mua đi cái phone Sony, nó tặng cho cái earphone này nè các anh chị. Lần đầu á tặng sạc dự phòng, lần sau á nó tặng cho cái earphone. Và Nga lộn với kia, có nghĩa là Nga được một cái phone này và cục sạc dự phòng khi Nga mua cái Xperia XA á, mà đời đầu tiên á. Còn hôm rồi một số anh chị nghe Xperia XA Plus, XA 2 Plus á, là cái đời đó đời sau. Đời đầu á, thì khi Xperia XA nó về Việt Nam và bán thì lúc bấy giờ họ Sony họ tặng cho 2 món là cái earphone này nghe rất là hay và cái cục sạc dự phòng. Và Nga xài, khi Nga xài thì Nga thấy là cái cục sạc dự phòng này nó không được good mấy, có nghĩa là cái tốc độ sạc nó chậm với lại sạc ít điện thoại. Có nghĩa là nếu như điện thoại các anh chị á, mà sạc chừng 2-3 cái thôi là nó đã out rồi, nó không còn nữa. Và hoặc là nếu mà mình sạc qua cái iPad thì nó cũng bị mất giảm. Sau đó Nga mới nhớ có một cái cục sạc dự phòng mới. Và Nga kể cho các anh chị nghe về cái cục sạc dự phòng này nè, vui lắm. Đợt đó Nga mua được cái cục này là ở bên Mỹ. Vào cái thời điểm mà Nga mua là nó rơi vào ngày Thanksgiving. Và trong cái ngày Thanksgiving thì mình đang ở bên nhà dì mình à. Đang ngồi ở nhà dì, xong rồi bỗng nhiên mình nhận được cú phone. Bạn gọi qua nói là Walmart nó đang sell off rất nhiều sản phẩm, trong đó có phone điện thoại rồi có đủ thứ, gọi là tất tần tật mọi thứ từ A đến Z, từ trong ra ngoài, nó tóm lại cái quái gì nó cũng sale hết.
và mình nói ok để tôi lên tôi coi. Và khi ấy Nga lên Nga coi thì Nga mới thích được hai món. Đó là một cái phone, nó bán cái phone lúc đó nó bán iPhone 6 Plus giá rất rẻ các anh chị, có một trăm mấy chục đồng, một trăm mấy à, và số lượng memory nó là 64, còn 150 anh nhớ mang máng vậy. Và nó bán trong đó có một cái cặp cái loa mà hôm trước nó có nói với anh chị, cái loa Sony, và kế tiếp là nó có bán, nghe thấy là cái bán nhiều nhưng mà nó chọn được hai một ba món, nhưng cuối cùng thì nghe chỉ mua được hai món là cái loa Sony và cái cục này thôi. Và khi đó thì nghe nhớ là vào cái ngày hôm đấy nghe cũng định đi mua, tại vì nhà của dì Nga đi ra Walmart chỉ tầm khoảng 10 phút thôi là tới Walmart rồi, tại nhà bên đây chỉ băng qua bên kia đường thôi là có cái Walmart rất là lớn. Thì Nga cũng ra Walmart, Nga ra coi và Nga coi thông tin, nhưng mà đặc biệt là vào cái ngày Thanksgiving thì bên bờ đông trời lúc bấy giờ có tuyết rơi và rất là lạnh, và Walmart họ mở cửa ở bên bờ đông đó, họ mở cửa vào cái ngày Thanksgiving, cái thời gian họ mở cửa nó không phải như bên kia. Thế và ngay cái ngày hôm đó thì mình cũng có một cái party, mình không thể nào đi mua được, ngay kể cả anh chị các bạn muốn. Cái đêm hôm đó, cái ngày Thanksgiving mình có một cái party, ở có nghĩa từ ngày trước ngày Thanksgiving cũng ăn tiệc, và sau đến ngày Thanksgiving cũng ăn tiệc, cái như trong cái tuần mà Thanksgiving là ăn miết luôn. Cái ngày hôm đó là chở đi đến nhà của một cái anh bạn ở trong group, thì Nga nhớ mang máng là đến nhà của anh, tự nhiên Nga quên mất tên rồi, Nga chỉ nhớ nickname của Nga gọi, Nga với chị bạn Nga gọi cái anh đó thôi. Nhưng mà đại khái là đến cái trên đường đi thì mình không thể nào mình được, thứ nhất là chị mình nói là cái giờ đó là cái thằng Walmart nó được nghỉ, tại bên đây là Walmart sẽ nghỉ, và sau đó thì đến 12 giờ 11 12 giờ bắt đầu nó mới bán, ngày rơi vào cái ngày Black Friday thì người ta bán giá rẻ, những sản phẩm này có sale off hết 50%, và cái cục này nó thật sự nó chỉ mua rất là rẻ, cỡ có 15 đồng mà lát hơn anh nói về tính năng nó sao. Thì khi đấy mình mới nhờ người bạn mình mua, thì bên kia vẫn chờ còn sáng, thế là bạn mình sẵn đi mua đồ, mình nói là mua cho tôi cặp loa với mua cho tôi cục pin này đi. Rồi sau đó nó chưa có nhờ hề nhận được cái món đồ này. Ngang xong Thanksgiving, sau Thanksgiving thì đến ngày Thanksgiving, đến tối ngày hôm đó ngày mới ngủ là nhà chị, đúng sáng sớm luôn cái chị, là mình đi ra sân bay vào lúc 5 giờ sáng, cái như nguyên một đêm hôm đó Nga chẳng có ngủ được luôn. Nga ở nhà cái soạn hành lý này kia để mà đi qua bên 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 bờ ở Tây để mà Nga bay về Việt Nam. Khi đấy thì Nga mới soạn hành lý Nga thức đến sáng luôn, và sáng sớm thì bay bay qua. Thì sau đó thì mình nhận được cái cục này, mình thử mình khui ra mình sử dụng và mình thấy ồ rất là good. Anh chị biết hả, cái cục này Nga nhớ mua xong hết tax thì nó cỡ tầm 15 đồng, mà Nga coi trước khi mua Nga coi cái thông tin đó nó rất rẻ, là đến cái megahertz của nó đến là 20.100 megahertz lận, và họ nói là cái tốc độ nó chuyển giống như là sạc rất là nhanh. Nga thử test và chọn cho cái sợi dây sạc nè, Nga thử khi đấy cái phone của Nga đã hết, thì bắt đầu Nga bỏ cái phone, Nga lấy cái phone Nga connect với cái cục này. Nga nói cái anh chị cái cục này nó rất là đã, nó có thể sạc một lần đến mấy cái luôn, chứ không phải như cái cục cũ của Nga là sạc một lần chỉ có một cây này. Đây cái cục này nó sạc một lần đến hai cái, nhưng mà tốc độ sạc một lần ra hai cái nó rất là nhanh, thì nó sạc trong vòng Nga thấy là cỡ chừng nửa tiếng, cỡ là maximum là cỡ nửa tiếng, từ nửa tiếng cho đến gần tiếng là nó đầy luôn cái phone, đầy luôn hết cả hai cái iPhone mình mới sạc thử. Và ở đây nó ghi là up to 7x
rồi device charge xong rồi thôi. Nó tóm lại là vì chỉ biết là nó sạc rất là nhanh ha. Rồi và khi đấy mình chỉ biết là ok tôi mua về thôi, tại thấy nó rẻ mà, chứ mình cũng chả biết cái mình như thế nào, mình dùng nó làm sao. Tất nhiên dùng để sạc khi mình đi dự phòng. Rồi sau đó Nga mới về, Nga mới phát hiện ra khi mà mình học, mình làm những cái ghi hình ảnh, chụp hình, ghi live, Nga mới thấy về cái công dụng của nó rất là ok. Có nghĩa là bây giờ bất cứ khi nào mà mình đi bất cứ đâu cũng vậy, mình luôn luôn cầm nó theo. Tại vì sao? Một mình nó có thể sạc ít nhất là đến, Nga nhớ coi, 5 đến 6 lần, 6 lần cái điện thoại. Khi mà mình hết pin mình sạc gần 6 lần rồi Nga mới recharge lại, mà tốc độ rất là nhanh, rất là ok. Và đó là đối với những người mà hay thích ghi hình, chụp hình rồi quay phim thì nên luôn luôn có một cái em này. Thì tùy, nếu như mọi người, nếu như ai có người thân hoặc là ở thị trường Việt Nam thì Nga không biết có cái loại này không, nhưng mà nếu anh chị có người thân hoặc anh chị có thể đi du lịch những cái nước đó và vô mình coi cái hiệu mà Black Web này nè, nó rất là ok, xài sạc vô tư luôn, không sợ gì hết. Ngoài ra thì mình cũng có những cái khác, nhưng mà mình chỉ nói là mình thích nhất là lúc Nga mua nó rất là rẻ. Nga so sánh cái giá tiền ở Nga mua ở tại bên kia và cái giá tiền một cái cũng tương tự như thế ở tại Việt Nam, thì một cái Nga mua bên kia bằng một cái Nga mua ở Việt Nam bằng hai cái Nga mua bên kia. Nó tóm lại là kỳ rồi, Nga mua được hai món, thứ nhất là cái loa, thứ hai là cái này, là hai món mà Nga thích nhất. Tại vì nó sử dụng hết được công dụng hết, từ cái việc mà cho mình có thể là chụp hình rồi nghe nhạc. Nó tóm lại là hai món đó là Nga thích nhất và mình mua được giá rất ưu đãi. Và Nga cũng cảm ơn là người bạn của mình đã bên bển, đã xếp hàng đứng chờ mua trong cái ngày Black Friday. Thật sự cái ngày Black Friday, nếu anh chị và các bạn có dịp mà ở bên Mỹ đi mua trong cái ngày Black Friday hoặc là cái ngày Thanksgiving, cái mùa sale đó, chờ rồi nó nói thật sự là chờ chết luôn, nó đông như kiến. Và để mà chờ mua cái này rất là nhẫn nại, nhưng được cái là sale off rất là nhiều. Và hy vọng là mọi người cũng sẽ có một cái này giống như mình ha. Rồi mình cũng sẽ mua một cái mic mới, nhưng mà mình sẽ mua cái tiết kiệm nhất. Tóm lại là mọi cái phải mua rẻ nhất. Tại vì sao? Mình quan điểm là ví dụ như cái mic giống như không biết, Nga cũng nghe nói đâu cần mua loại xịn mới đầu, Nga tình mua những cái thật là xịn. Các anh chị biết định mua cái dây chuyển mic đó đến 200 mấy, gần 300 ngàn. Nhưng mà sau khi nghe xong rồi, mình ra mình mua một cái dây chuyển chỉ có khoảng tầm 100 ngàn thôi, rồi mua thêm cái mic để nói nữa, thì cái dây đó kể như bộ set đó cỡ tầm, Nga nghĩ là luôn sợi dây chuyển lẫn cái mic đó, thì nó rẻ cỡ tầm khoảng 400 trở lại. Thì như thế là mình có thể mình làm việc bất cứ nào, kệ mua đồ bình thường thôi, rủi xài một thời gian có hư cũng sao. Còn đối với những cái mic mà mình mua thiệt là mắc, rất uổng cái gì, chỉ cần sơ suất một cái thôi, nó mình sơ suất mình đâu biết đâu, bật một cái nó đứt cái dây gì nhẹ một cái thôi là nó câm liền và rất là đau, tại vì mình đã từng bị rồi. Thì đó là mình không cần phải mua cái gì cho thật là mắc, mua vừa đủ xài là được rồi. Và đó đây là một số cái mà mình muốn chia sẻ với tất cả các anh chị. Và các anh chị cứ hãy sắm một cục giống như thế này để dùng cho việc mình ghi lại hình ảnh ha, ghi lại mọi thông tin. Đã, nếu như mà mình đang đi nửa chừng, mình muốn ghi lại những hình ảnh đó mà bụp một cái hết pin, tức ơi là tức. Tại vì chính bản thân mình đã bị rồi. Đến cái giai đoạn quan trọng nhất, cần chụp nhiều hình ảnh nhất, mà tất cả các điện thoại hết, cục sạc hết, và nơi đấy không bao giờ mình có thể mình trở lại lần thứ hai được. Vì sao? Rồi sau này mình sẽ kể cho các anh chị nghe những cái chuyến đi đấy rất là vui, ấn tượng luôn. Giờ khúc quan trọng nhất những em này không có, tại vì cái thời lúc bấy giờ cái cục sạc nó rất là yếu, nó không được nhiều như thế này.
và mình đi chơi, nếu như rủi có đi chơi du lịch nguyên một ngày từ sáng đến chiều tối, các anh chị chỉ cần có cục này thôi là không sợ gì hết, mọi cái đều có đầy đủ hết. Và cứ việc sắm cho mình cái cục vôn thật là ok nhất. Nói trước nha, cục này nó không có nhẹ, nó tầm khoảng cỡ gần 1 pound là 450g. Để nghe coi coi, phải không nhớ mang máng vậy á. Nó không có ghi, nhưng mà mình cầm mình thấy cũng cỡ gần gần 1 pound, cỡ 350g đó. Rồi, nghe cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Nhớ nha, sắm một cái cục sạc dự phòng để có thể lực làm việc và chụp hình từ sáng đến chiều tối luôn, quay phim từ sáng đến chiều tối luôn, không sợ hết. Bye bye, nếu như các anh chị và các bạn thích thì đợt sau Nga sẽ chia sẻ những cái khác. Và cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi.